Đầu chào anh em. Thì nay là mùa tháng 3. Để mùa tháng 3 thì hoa lan có ra hoa đó các bạn nhé. Thì giờ tôi đang quay cửa hoa lan của nhà tôi các bạn. Thì các bạn hãy theo dõi, hãy quay cửa bóng lan nó có ra hoa tháng 3 các bạn nhé. Thì giờ đây nó có trên cây đây vẫn có, thì ở trên chậu cũng có các bạn nhé. Thì các bạn hãy xem, hãy quay đằng hoa lan của nhà tôi là rất là đẹp, và lan có đào hoa ở tháng 3 các bạn nhé. Giờ đây đi quay thì hoa lan nhà tôi thì là hoa của nó thì có đào hoa lục không lục có các bạn nhé. Thì mấy chị em gọi là làn hương thì bây giờ nó đang bắt đầu đào hoa thôi. Cái này là hoa lan của hạt vĩ, gọi là hạt vĩ nó có ra hoa. Thì giờ đây đang quay mấy anh em nó xem nha. Đây là tới chỗ hoa lan đó các bạn, tí là anh em ta phải xem hoa lan rất đẹp nha. Đó thì mấy cái chậu đấy nha, đó nên có ra hoa đây nè, đó hoa rất là đẹp nha. Khi trên này mình chưa ra này, nó ra hoa này rất đẹp nhé. Đây nó ra hoa tháng 3 đây các bạn, đó rất là đẹp nhá. Đây thì lan đây là giờ tôi không biết nữa, thì theo mọi người nói là cái này là lan cái gọi là hạt vị nhé các bạn nhé, cái này là lan hạt vị này. Thì bên kia nó đang mấy mọc ra thôi các bạn nhé. Đây, để tôi xem tí là các bạn hãy xem nhá. Đó, cái mấy cái thứ đây là gọi là dày hạt các bạn nhé. Thì dày hạt nó, cái lá nó rụng hết rồi. Bây giờ bắt đầu nó có ra hoa nha. Cái này phải lâu á, cái này để tháng 4. Tháng 4 nó mà ra hoa các bạn nhé. Thì nó ra hoa tháng 4 thì là tôi đang quay hoa của dẻ hạt đây nhé. Cái này tháng 4 nó mới ra hoa các bạn nhé. Cái này là hạt vĩ nó ra hoa sớm. Đó, đây kỳ của nó này, mới ra này này. Kỳ neo đẹp hơn các bạn nhé. Đó, cái đó nó ra kỳ cũng nhiều lắm. Chỗ gốc cây của nó ra này. Cái này là 4-5 bông gì đấy. Đây con của nó này. Con ra hoa này, cái này là gọi đan rô các bạn, đan rô này. Không biết là đan rô gì đấy, thì đan rô thật là loại nhiều loại lắm các bạn nhé. Đây có lan này, lan cắm cu các bạn, đây, đây gọi lan cắm cu, nó chưa ra hoa đâu nhé, này tháng 4 nó mới ra các bạn nhé, lan cắm cu. Đây
nó mới ra như thế này đấy nha. Đó. Cái này ra của đào hoa này gọi đàn rô. Hoa của nó cũng đẹp là vàng vàng các bạn nhé. Cái này là làn cam cu đây này. Thì cái này là chưa ra hoa, bắt đầu nó có như thế này, cái này gọi cái làn cũng đẹp đấy. Cái này là làn rong các bạn nhé, gọi là rong á. Thì rong thì tháng 3 này có ra hoa cũng nhiều rồi, thì giờ cái này nó do nó yếu gì đấy nó mới ra hoa như thế này này. Đó, cái này làn rong.